Rồi cái mặt dây chuyền thứ hai là mặt dây chuyền hoa mai nha cả nhà. Cái này gắn cho em kim cương á, 4 ly, 4 ly rưỡi. Xinh ơi là xinh luôn ha. Bông mai nha. Đeo nhỏ 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 xinh xinh như thế này nè các chị em, kim cương nha, kim cương. Rồi cái này của Nga, đường kính của cái mặt dây này của Nga là 13 ly luôn ha. Đường mặt dây chuyền này của Nga đường kính là 13 ly luôn. Bé này của Nga 28 triệu nha cả nhà. Cái mặt dây này 28 triệu, kim cương tắm của em á là kim cương 2 ly rưỡi nha, mấy cái viên to to là 2 ly rưỡi hết. Đó, 28 triệu. Cái này thì Nga có được 5 cái nha các chị em. Ai thích là chụp lại liền vô bên trong chốt đơn giùm em nha, 28 triệu. 28 gắn với lại viên kim cương 4 ly rưỡi. 4 ly rưỡi của Nga viên giá mềm á thì tầm 15 triệu thôi ha, 28 cộng cho 15 là 43 triệu. Sang trẻ ha. Cỡ em là ok, đây đẹp nha cả nhà. Mặt dây chuyền phơm hoa cúc này gắn cho Nga hộp 4 ly, 4 ly rưỡi nha, 4 ly cũng được, 4 ly, 4 ly rưỡi cũng được. Cái này của em á, là đường kính của nó là tới 18 ly lận ha, 18 ly. Cái này Nga có được 2 cái nha các chị em ơi. Cái giỏ này của em là 45 triệu, 45 triệu nhìn cho em là kim cương tắm to không. Tắm là 1 ly 9, 2 ly 1, 2 ly rưỡi nha, 45 triệu quá trời kim cương luôn. Đường kính của nó tới 18 ly lận á nha, 45. Cái này mà mình phải lấy kim cương nước ép hoặc nước D gắn cho em nha, 4 ly rưỡi á. Tại vì cái mặt này nó trắng dữ lắm. Tính nước ép đi ha. 45 triệu cộng nước ép 20 triệu 900 nữa là tầm 65 triệu 900. Có ai thích cái này không? Thích cái này thì ghi giùm Nga 45 nha, có hai cái duy nhất thôi. 45 triệu. Đẹp. Xuất sắc. Ngon bổ rẻ đẹp xuất sắc. Chị nữa, mặt dây chuyền mẫu này nữa nha cả nhà, cái này là to bự. Cái này là to bự hơn hết mấy cái hồi nãy luôn, nhưng mà giá cũng cực kỳ tốt nha các chị em. Cái mặt dây cỡ này mọi người coi nè, một cái chiếc nhẫn mà cái mặt bự như thế này là nhà mình mua có phải 70-80 triệu trở lên không, nhiều khi cái trăm triệu luôn á ha. Nè, nó bự hơn cái ngón tay giữa của Nga luôn nè. Giờ mình cứ suy nghĩ cái này là cái mặt dây, mặt nhẫn đi nha. Rồi bây giờ nếu như mà cái chiếc nhẫn á mà bự như thế này á, là 70-80 triệu, 100 triệu ha, thì cái mặt dây chuyền á thì cũng phải cỡ đó, cũng phải cỡ đó. Mặc dù nó không có cái vành nhẫn thì nó rẻ hơn vài triệu thôi chứ đâu có nhiêu, nhưng mà bù lại nó còn có cái khoen này nữa nè, cái khoen này cũng một đống kim cương nữa nè. Rồi em có cái này một cái duy nhất thôi nha cả nhà, đẹp dễ sợ. Kim cương tấm tròn, tấm emerald hình chữ nhật đủ thứ nè, long lanh các chị em coi nè. Thôi. Ta nói hả, nhìn không thấy cái cháu nhỏ luôn ha. Kim cương nó vậy á các chị em, kim cương nó vậy á, nó sáng lắm, nó sáng dễ sợ sáng lắm. Tại kim cương của bên Nga là Nga nhập là nước D nước F không à, kim cương mà chuẩn cao nhất luôn á, độ sạch là VVS luôn nha. Cho nên nó là nó sáng mà nó chớp nhiều lắm luôn á. Rồi bé này của Nga một cái duy nhất bán tặng giá này thôi nha, 49 triệu 500, 49 triệu 500 thôi cả nhà. 70-80 triệu đó mới là giá đúng đó nha. 495 em có duy nhất một cái. Ai thích kiếm mua cái mặt dây chuyền bự bự thì hốt cái này nha, quá rẻ. Cái này mà dưới 60 triệu là mấy chị em thấy là chốt đơn được rồi đó, quá tươi rồi đó. 49 triệu 500 một bé duy nhất thôi nha.